Buổi tỏ tình thì anh có làm được không? Thì anh sẽ cố gắng hết sức thôi, biết làm sao nữa. Em không thích cái từ cố gắng. Cố gắng là nói là kiểu là cố gắng làm được thì được thôi. Tôi cố gắng hết rồi. Bây giờ người ta muốn một cái buổi tỏ tình lãng mạn, em làm được hay không? Rồi, yes, no. Em sẽ làm được chưa tưởng? Anh hứa anh sẽ làm được. Nói với người này nè, một buổi lãng mạn để tỏ tình bằng gái bên kia, em sẽ làm được. Gái bên kia tên gì anh? Tên Thùy. May quá. May quá. Lần đầu tiên anh gặp em, anh cảm giác trái tim mình nó sao động làm sao ấy. Và hy vọng rằng anh sẽ đem lại sự lãng mạn, đem lại tình yêu cho em. I love you. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. À, chúng ta giới thiệu về mình. Em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Em là Nguyễn Văn Tám, năm nay 33 tuổi, kỹ sư cầu đường. Em đến từ Quảng Trị. Em làm ở đâu? Dạ em ở quận Bình Thạnh, nhưng em làm ở quận 1. Ở với ai? Dạ ở với đứa em trai ở dưới này. Em trai. Em vâng chú. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. À dạ, xin chào quý vị khán giả. Em tên là Thủy, em năm nay 25 tuổi và em đến từ Huế. Công việc hiện tại của em là nhân viên hành chính nhân sự ạ. À, Huế ở Mô. Dạ, Huế em ở gần Vị Dạ. Chủ cầu Trần Tiền đúng không? Tường. Không, xuống 1 tỷ nữa. Một người ở Quảng Trị, một người ở Huế thì nó cũng gần nhau ha. Thôi bây giờ mình nói chút xíu về đường tình duyên đi bạn. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua một vài mối tình rồi. Dài nhất cũng tầm 3 năm á. Xưa thì còn trẻ yêu cũng gọi là tình yêu vậy thôi, chứ cũng sâu đậm chẳng có sâu đậm gì. Trời ơi, 3 năm mà chưa có sâu đậm gì hết. Rồi vì sao chia tay? Gia đình này kia không hợp tuổi thì... Ai nó không hợp tuổi? Bên bạn gái nó không hợp tuổi thôi. À bên bạn gái đó hả? Dạ. Rồi bạn gái chia tay. Dạ. Rồi mình buông luôn. Thì chia tay cho hai bên. Bạn làm công tác cầu đường hả? Dạ em kỹ sư nhưng mà chuyên thiết kế về hạ tầng giao thông, có nghĩa là cái phần gì đấy, đất đường xã cầu cổng gì em làm. Nếu vậy thì bạn đi suốt luôn vậy đó hả? Không, em ngồi ở văn phòng, em không ở nhà văn phòng thôi. Dạ lâu rồi. Lâu mình có đi một đôi bữa. Bạn gái mình thì sao? Dạ em có một mối tình thời sinh viên ạ, quen cũng được 4 năm ạ. 4 năm? Dạ vâng. À, vì đang chia tay? Dạ tại vì trong cuộc sống thì có những cám dỗ mà bạn trai không có bản lĩnh của người đàn ông, với lại kiểu em yêu xa nữa. Anh đã ở đâu mà xa? Dạ hồi trước thì em học ở Huế, còn anh đã ở trong này ạ. Rồi bạn trai, bạn có ưu khuyết điểm gì? Em là một con người của gia đình, có nghĩa mọi việc trong gia đình em đều làm được. Về khuyết điểm? Khuyết điểm thì có vẻ trái xây dựng nên ít có cái tính lãng mạn. Bạn gái có phải tiếp người lãng mạn không? Hay là... Dạ cũng rất là lãng mạn ạ. Huế mà ha? Dạ đúng rồi. Bất kỳ thích lãng mạn. Huế mộng, Huế mơ. Lãng mạn thì mình sẽ tạo ra cách lãng mạn theo bạn gái thôi. Thí dụ bây giờ hẹn một buổi đầu tiên, bạn sẽ làm cách nào để cho một buổi hẹn nó lãng mạn? Mời đi xem phim hoặc là mời đi uống cà phê. Cũng đâu có gì. Cũng thường thôi hả em? Như vậy đối với em quá lãng mạn đấy. Như thế hả? Có mình nghĩ ra cái gì lãng mạn hơn được không? Có thể... thì đi cà phê tâm sự những cái quán nào đó hơi đẹp đẹp một xíu, nhìn ra ví dụ bờ biển hoặc bờ sóng gì đấy. À, mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào này? Biết chăm sóc gia đình, biết động viên sự thể. Có điểm gì mà không thích ở người bạn trai? Kiểu quá lăng nhăng, phải có chính kiến của bản thân mình. Bạn trai mình có chính kiến không bạn trai? Có chứ, em rất quyết đoán trong công việc đó. Mình có lăng nhăng không? Lăng nhăng thì có ai yêu đâu mà lăng nhăng chị. Nếu mà có người yêu thì cũng lăng nhăng đúng không? Không không, chỉ tính cách nghiêm, không có tính nhăng lăng nhăng. Có lăng không? Lăng thì vẫn có, nhăng thì không. Rồi vậy bạn muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Chỉ cần tính tình hiền, biết là kính trên nhường dưới. Về chiều cao, cân nặng, nước da? Chiều cao bất kể cái da gì cũng được. Không có đòi hỏi về ngoài hình, làm về tính cách thì mình có người đặt có hiểu. Mình có cái mẫu người lý tưởng gì không em? Da giống anh Quyền Linh ạ. Giống anh Quyền Linh. Quá giống. Giống không em? Giống. Giống hả? Trời, tự tin dữ. Về tính cách á, cách mà chăm sóc gia đình của anh Linh á. À, phải theo anh Linh học khóa nữa mới được. Để chị qua chị coi. Rồi, chào chị. Chào bạn. Bây giờ người bạn gái này, cô này cổ lãng mạn dữ lắm. Lãng mạn mà em nói chuyện sao nó cục cục quá à. Nói chuyện nó phải dài, nó phải nó tình cảm một chút. Em thì ý này thì không được lãng mạn cho lắm. Thì mình phải cố gắng muốn lấy vợ dạ, không? Dạ, em phải cố gắng. Cố gắng lên nha. Dạ. Bây giờ em hỏi cô gái bên kia coi, ở Huế là ở đâu rồi, hai người nói chuyện nhau coi có quen biết gì trước không, thử hỏi đi. Thì ở chỗ nào ở Huế em? Dạ lúc nãy em còn Vị Dạ. Vị Dạ. Đò từ Đông Ba, đò qua đập đá mà đò từ Vị Dạ thẳng ngã Ba Sình đấy.
Tiếp đi. Em chẳng biết nói gì. Chẳng biết nói gì luôn hả? Dạ. Biết hát không? Hát. Em đọc một bài thơ được. Thôi nữa. Trời ơi. Thôi có giấy được rồi. Hôm qua có chuẩn bị một cái bài thơ của là tác giả Nguyễn Linh Giang. Em hãy về quê anh nghe em, mẹ sẽ đón em bằng nụ cười rạng rỡ. Con đường réo vui chào mừng cô dâu mới, xóm làng mỉm cười thêm được một công dân. Em hãy về quê anh nghe em, em hãy về quê anh nghe em. Được thôi. Sao em? Mặc dù đây là một bài thơ không phải của anh ấy sáng tác, anh mượn lời, nhưng mà rất là có ý nghĩa. Chứ cũng em đưa tờ giấy ra cho anh. Đây anh. Gửi qua anh kia cho người ta cất làm kỷ niệm. Em chữ của em hay em nhờ ai biết? Chị bạn viết. Bạn viết luôn, trời ơi. Chứ không phải chữ của anh luôn hả? Không, trời bạn viết thơ người khác gửi em. Vậy là kỷ niệm cái gì? Ai biết. Anh nghe anh nói như vậy, em đoán hình ảnh như thế nào? Chắc cũng hơi gầy gầy. Hơi gầy gầy, ổng gầy lắm, ổng gầy lắm. À, rồi sao nữa? Rất là chân chất. Đúng rồi, chân chất, có chân chất. Chắc tóc không có bị hỏi. Nhưng sao nghe cái giọng mình đoán người ta không bị hói hay vậy? Tại em nghĩ chắc dân công trình thì đồi nọ nhiều, tóc nó không bị rụng. Suy luận hay ha. Một cô gái rất là xinh xắn, dễ thương đấy. Mình có đi với ai? Có em trai. Ui, em trai hồi nãy đó, đâu rồi? Có bạn bè rồi anh em. Bà con rất nhiều vậy kia. Rất nhiều đúng không? Dạ. Người nào viết thơ cho em đâu? Người áo sọc, sọc. Rồi mời áo sọc luôn. Chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Xin dạ. Chào các anh chị trong trường quay hôm nay. Tôi tên là Nguyễn Văn Khanh, là em họ của anh Nguyễn Văn Tám. Hôm nay cùng đi với tôi thì rất đông anh chị em trong dòng họ. Cũng mong rằng qua chương trình này thì anh Nguyễn Văn Tám của chúng tôi sẽ lấy được vợ. Em gái rất là xinh xắn, dịu dàng, Huế. Có lẽ là hợp với tính cách của anh Tám. Rồi, cảm ơn anh. Hôm nay em gái mình có đi với ai không? Dạ, em đi với anh Hai, với hai người bạn thân của em ạ. Anh Hai hả? Dạ, vâng. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường cùng quý vị và các bạn trong trường quay. Em này thì có thể em đứng dậy cho anh coi một chút xíu được không ạ? Sao em? Có nghe. Bạn này thì anh cũng thấy là cũng cao ráo. Anh cũng muốn là hai bạn thì sẽ tìm hiểu nhau để mà nó tiến tới tốt hơn. Mời bạn thân, Thủy cũng muốn nghe ý kiến của bạn. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Trời thì em là bạn thân của Thủy. Một cái buổi tỏ tình thì anh có làm được không? Thì anh sẽ cố gắng hết sức thôi, biết làm sao nữa. Em không thích cái từ cố gắng. Cố gắng là nói là kiểu là cố gắng làm được thì được thôi. Tôi cố gắng hết rồi. Bây giờ người ta muốn một cái buổi tỏ tình lãng mạn, em làm được hay không? Rồi, yes or no? Em sẽ làm được chị Cát Tường. Anh hứa anh sẽ làm được, nói với người này nè. Một buổi lãng mạn để tỏ tình bạn gái bên kia, em sẽ làm được. Bạn gái bên kia tên gì anh? Tên Thuy. May quá. May quá. Phải quyết đoán, phải mạnh mẽ lên. Dạ. Quyết tâm là được. Cảm ơn lên. Dạ, đồng ý. Chúc thành công nha. Dạ. Cảm ơn lên. Nào. Nhân buổi đầu gặp thì em cả bộ hoa tặng anh. Cảm ơn anh ạ. Chúng ta cảm nhận về nhau đi. Nhưng em nói trước. Chuyện tình yêu đàn ông nói trước. Nói đi. Nhưng nói gì anh đi. Hả? Nói gì. Nói cái gì, muốn nói gì nói. Em cảm nhận cái người kế bên như thế nào, đối diện như thế nào. Trước tiên, lần đầu tiên gặp em thì anh thấy rất xinh. Cảm ơn anh ạ. Thì anh nghĩ chương trình bàn muốn anh ho tạo cho mình một cái duyên để gặp gỡ ở đây. Thì anh hy vọng chưa, anh em mình không hy vọng gì hết. Cái đó khoan nói, chưa có làm gì, chưa có cơ hội. Mình tự tạo cơ hội cho mình nha. Dạ. Nào, mình suy nghĩ thế nào về người đối diện. Mình nói hết những cái suy nghĩ mình ra. Nào, nói đi. Răng răng mố. Nói đi. Có 2 phút đó, răng tới mai luôn á. Em thấy người đối diện thế nào? Thì người đối diện của bạn rất xinh. Thích không? Em rất thích. Phải nói là anh Đức thích em, khi gặp mặt mình nói thoải mái. Đúng mạnh mẽ lên. Dạ. Theo anh thì trong một mối quan hệ mà giữa hai người á thì sẽ chắc chắn sẽ có những mâu thuẫn. Nhưng mà nếu như anh thì anh sẽ chọn cách giải quyết như thế nào? À, anh hiểu rồi, để anh trả lời. Ví dụ trong một mối quan hệ hai người xích mích thì anh cũng nhường nhịn thôi, chứ mình cũng chẳng cần gì mà ấy cho mình. Vì anh tính anh rất dễ, không bao giờ gây xích mích ai. Dạ, như anh làm người bằng nữ dần thì sao ạ? Cái trường hợp đó là anh thực sự anh chưa gặp trường hợp. Thí dụ gặp thì sao? Ví dụ nếu gặp thì phải dỗ họ chứ biết sao anh. Dỗ sao?
Vô tới dẫn họ đi ăn uống cà phê hay nói chuyện rồi dần dần rồi họ sẽ hết thôi. Cho em hỏi một câu hỏi nữa được không? Rồi, ạ? Rồi, em cứ nói. Theo anh thì trong tình yêu thì người đàn ông hay là người phụ nữ nên chủ động? Cái đó chắc chắn sẽ là người đàn ông. Anh có câu hỏi nào muốn hỏi em không? Lên đây rồi anh muốn nước. Việc nói gì. Em hãy mời một lời mời cô gái về quê mình chơi đi. Lúc nào mà rảnh có điều kiện thì mời em về Quảng Trị anh chứ. Để em hỏi mẹ em đi ạ. Để em với anh hỏi luôn chứ. Tỏ tình với bạn gái thì còn lãng mạn coi. Thử nãy xem. Em hứa rồi đó. Nào. Em làm được. Thử xem. Tất cả mọi người đang ủng hộ bạn đấy, đang chờ bạn đấy. Anh nhìn tôi chi, nhìn cổ kìa. Anh bay em. Anh bay em nữa hả? Em suy nghĩ trái tim em nó mách bảo cái gì em nói điều đó. Rồi thì buổi đầu gặp gỡ thì anh thấy thì trước tiên là anh cũng thích rồi. Thì anh muốn em cho anh một cơ hội để... Nhìn trời ơi em đây nè. Em đây nè. Nè thí dụ nè, em nắm tay nè, ta nhìn thẳng vô mắt nhau nè. Em, lần đầu tiên anh gặp em, anh cảm giác trái tim mình nó sao động làm sao ấy. Và hy vọng rằng anh sẽ đem lại sự lãng mạn, đem lại tình yêu cho em. I love you. Ok. Đấy, ngồi người được luôn. Anh chị làm. Làm đi. Thí dụ vậy. Thử lãng mạn. Hết giờ là trễ đó nghe. Rồi nói. Sao? Nhìn bên kia chứ. Nói đi. Nói. Là nói trong hôm nay mình gặp gỡ ở đây cũng có một cái duyên rồi. Anh hy vọng là em cho anh một cơ hội để... Thôi chưa là được em à. Thôi ơi gồng rồi. Gồng cứng hết trơn. Ủa rồi rồi hả? Thôi chưa là được. Thôi dạ thôi. Tôi biết rằng trong trái tim của anh ấy cũng rất là ướt át đấy. Vấn đề còn lại là chúng ta sẽ cảm nhận. Để suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Ấn nút hay không là tùy thuộc vào hai bạn. Chúng ta đừng lên đây bấm nút để đi uống cà phê, bấm nút để làm vừa lòng một số người. Bấm nút hay không, điều đó hết sức là thiêng liêng. Bắt đầu. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, mời em. Của em. Em cứ cầm. Lý do tại sao em gái? Dạ tại vì lúc đầu em nói là em cần một bạn trai là phải cương quyết và lãng mạn nữa. Mà có lẽ là em anh định đây là có một cái duyên. Nhưng mà cái nợ sau đó là nợ bạn bè. Cơm em sao? Nhát quá bạn trai ơi. Đôi khi cái nhút nhát đó nó cũng là một cái bất lợi cho mình. Thôi mình không bấm nút thì ở dưới khán giả có hàng triệu người sẽ bấm nút cho anh, bấm nút cho bạn gái. Gửi tặng cho hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây viên uống sáng da Sakura Placenta với tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm thấy được hạnh phúc của mình. Dạ. Yeah.